Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Đông Ba với các món ngon xứ Huế 7148918028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 7148398121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 7145302006. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong một ngày đầu tuần thứ hai. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2016. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả trở lại sau một tuần lễ đầy biến động ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Dạ vâng, em xin kính chào anh Hoàng Trọng Thủy, kính chào quý vị khán thính giả. Welcome back anh, và những cái tiếng vui và réo rắc lại tiếp tục với mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ. Cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn Đoàn Trọng, Nguyễn Trường và toàn ban kỹ thuật của Little Sài Gòn TV hỗ trợ để giúp chúng tôi có được một tuần lễ nghỉ ngơi thật là vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và chúng tôi trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị. Lẽ đương nhiên là bởi vì cái tình hình trong suốt một tuần lễ vừa qua nó đầy biến động cả, cho nên rồi để từ từ, có thể là thứ sáu chúng tôi sẽ hy vọng gửi đến quý vị một số những hình ảnh, và để chúng ta có thể, nếu quý vị thắc mắc hoặc là quý vị muốn đưa người thân đi chơi thì có một nơi nó vừa rẻ tiền vừa vui, đầy đủ hết cả, mà vừa cho con nít, gia đình, người lớn, ai cũng vui hết. Với những cái trò chơi ở ngoài trời, rồi ở bên trong, mọi thứ nó đều được bao gồm trong một cái package tour. Chính vì thế chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và mong rằng quý vị tiếp tục theo dõi Little Sài Gòn TV. Trở lại ngày hôm nay, phải nói đó, trong một tuần lễ đầy biến động từ tình hình tài chính đến thế giới, và chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những cái bản tin chi tiết ngay bây giờ. Những gì đã diễn ra từ ngày hôm qua trong vụ nổ súng ở Kansas City, một cái người đến từ Kansas và đã đến Baton Rouge, Louisiana để nổ súng. Rồi trước đó vụ đảo chánh hôm cuối tuần ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi trước đó nữa lại xảy ra một biến động khủng bố ở Nice, nước Pháp, bờ biển của nước Pháp. Tất cả những biến động này diễn ra cùng một lúc ngày hôm nay, khởi đầu cho Đại hội Đảng Cộng Hòa diễn ra ở thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio. Thế nhưng trước hết, thời tiết trong tuần lễ qua có gì biến động? Tôi ở trên máy bay đó, bởi vì nhiệt độ ở bên Mỹ thì 90 độ, 89, 90 độ là bình thường và rất là ẩm thấp, tương tự như Florida. Quý vị nào ở Florida thang theo dõi cũng đã biết rồi. Và khi ở lên máy bay rồi mới được người phi công báo cho biết là nhiệt độ ở Los Angeles 72 độ khi đáp xuống máy bay. Thì mọi người, wow, đúng là một nhiệt độ thời tiết California quá lý tưởng. Trong tuần lễ vừa qua nhiệt độ có thay đổi nhiều hay không? Và ngày hôm nay như thế nào anh Tuấn? Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, trong lúc mà anh đang rong chơi ngay tại Mễ Tây Cơ thì thời tiết ngay tại California rất là đẹp. Nhiệt độ như quý vị cũng đã biết trong tuần vừa qua rất là thích hợp cho những ai đi ra đường trong khoảng 75 cho tới 80 độ mà thôi. Và ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục là như vậy khi nhiệt độ cao nhất vào ban ngày chỉ vào khoảng 85 độ. Vào ban đêm sẽ là 64 độ và sẽ kèm với những cơn gió mát từ 10 cho tới 15 dặm mỗi giờ. Nhưng mà quý vị hãy tận hưởng với những thời tiết nhiệt độ lý tưởng như ngày hôm nay đi. Tại vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trước khi mà một đợt không khí nóng sẽ ảnh hưởng tại Nam California. Và bắt đầu chúng ta sẽ thấy con số có thể lên tới 95, 96 và thậm chí một số nơi lên tới 100 độ vào cuối tuần này, kính thưa quý vị. Và những con số đó vẫn sẽ tiếp tục cao cho tới hết cuối tháng 7. Đó là tin tức từ Sở Dự báo Thời tiết của Hoa Kỳ cho chúng tôi biết như vậy. Trong lúc đó thì đúng như những gì dự đoán vào hôm tuần trước, kính thưa quý vị khán thính giả, một đợt không khí nóng kèm với áp suất cao sẽ ảnh hưởng tại các khu vực miền Trung của Hoa Kỳ và sẽ đem tới con số 3 chữ số trở lên tại khắp các khu vực như Houston hay là các khu vực như thành phố Dallas, Wichita, Oklahoma, tôi kính thưa quý vị. Tin tức cũng cho biết là từ đây cho tới cuối tuần này những con số như ở Dallas là 98 độ. Đây là những nhiệt độ trung bình, tức là còn thấp hơn so với những gì diễn ra thực tế. Ngay tại Houston sẽ lên tới 104 độ, hay các thành phố như là Memphis, Atlanta sẽ có thể lên tới 100 độ vào hôm cuối tuần này.
Tin tức cũng cho biết là thứ năm tuần này các khu vực sẽ bầu không khí nóng sẽ ảnh hưởng đẩy cái luồng không khí nóng đi sang các khu vực miền đông của Hoa Kỳ. Bởi vậy nên các khu vực như Ngũ Đại Hồ, Chicago hay là Detroit cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ba con số 100 độ sẽ ảnh hưởng tới khu vực này. Trong khi đó thì các sở dự báo cũng cho biết là trong mùa nóng này thì nên ăn các loại trái cây như là blueberry, blackberry hay là cải xanh, táo, lê và kể cả quả cherry cũng là nằm trong các danh sách thực phẩm mà quý vị, những quý vị nào đang ở miền Trung của Hoa Kỳ nên ăn trong giữa thời tiết nóng bức. Mà một tuần lễ vừa rồi cũng có những ngày ở California rất là nóng và thị trường tài chính cũng nóng theo luôn thưa quý vị. Chúng tôi vắng một tuần lễ mà vừa nghe lại cái con số của thị trường tài chính Dow Jones mà hoảng hồn, bởi vì không ngờ nó lên khủng khiếp như thế. Mà quý vị biết trước đó đó thì nghĩa là thị trường nó cũng lên nhưng mà nó xuống cũng khá ảnh hưởng, nhiều người lo sợ. Thêm một điểm nữa đó là những cái vụ tấn công khủng bố ở thành phố biển Nice ở Pháp cũng không gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Chúng tôi lo ngại rằng là sau cái vụ tấn công đảo chính ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó cũng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính ngày hôm nay. Thế nhưng mọi người, nhất là ở châu Á đó, giới đầu tư họ nói không. Bây giờ chúng ta muốn xem lại các con số liên quan đến tài chính, các hoạt động thương mại, các hoạt động của các nhà máy sản xuất. Lúc đó chúng ta mới biết được là tình hình kinh tế đất nước có tăng trưởng hay không. Còn những cái chuyện mà khủng bố thì có thể nói rằng là hầu như nó diễn ra hàng tháng, hàng tuần lễ một ở bất cứ mọi nơi trên thế giới. Chính vì thế giới đầu tư không có quan tâm nhiều lắm. Cho đến khi nào có những cái biến chuyển quá lớn đi, họ mới ngại và bán tháo cổ phiếu. Chính vì thế mà giới đầu tư trong suốt tuần lễ vừa qua tiếp tục mua cổ phiếu vào dự trữ để dành đầu tư và đã giúp cho thị trường Dow Jones lên trên 500 điểm trong một tuần lễ vừa qua và hôm nay tiếp tục lên thêm 33 điểm nữa thưa quý vị. Từ ở mức 17.998 và đến ngày hôm nay chúng ta có cái mức độ và khỏi nói rằng chưa bao giờ có, 18.549.90. Gần với 18.550, S&P 500 cũng lên được 6 điểm và vượt quá mức 2.167. Trước đó quý vị cũng thấy là con số đó khoảng chừng 1.998 thôi, bây giờ lên được 2.167. Nasdaq cũng thế. Trước khi tuần lễ vừa qua đó, chúng tôi vắng mặt một tuần lễ, chúng tôi có đề cập đến đó. Cho đến khi nào Nasdaq vượt quá 5.000 điểm thì lúc đó, đã mới vực dậy thực sự cái niềm tin tưởng của giới đầu tư và quả nhiên như thế trong tuần lễ vừa qua. Nasdaq lên quá 5.000 điểm, bây giờ là 5.060. Và với thị trường tài chính lên mạnh như thế thì giá vàng lẽ đương nhiên bị ảnh hưởng, tuy nhiên không có bị tụt giảm như giới đầu tư lo ngại. Chính vì thế mà người ta tin rằng trong khoảng thời gian này giá vàng vào khoảng 1.330 là giá vàng sẽ ổn định và không còn tụt giá nữa thưa quý vị. Vàng lên thêm được 3 đồng mốt. Và một cái điểm ngay ngạc nhiên đó là giới đầu tư vẫn tiếp tục mua cổ phiếu không bán nha quý vị nhé. Khi mà họ mua vào đó thì giúp cho cổ phiếu tăng. Mặc dù là giá dầu bị giảm, giá dầu tiếp tục giảm trong thời gian qua và giúp giá xăng của California chỉ trong một tuần lễ vừa qua cũng giảm đi được 10 cent một gallon. Giá xăng bây giờ là giá xăng cao điểm nhất trong mùa hè và chúng ta sẽ thấy giá xăng còn giảm nữa. Dầu hôm nay 44.91 đồng một thùng. Và tất cả các chỉ dấu này đều cho thấy rằng là tiền phân lời mua bán nhà cửa sẽ tăng bởi vì giới đầu tư bán công trái phiếu để đi bỏ tiền vào đầu tư vào các cổ phiếu tốt hơn. Và đó là tình hình ngày hôm nay và mọi người cũng mong rằng cái tình hình này sẽ tốt đẹp thêm nữa. Chúng tôi trở lại gửi đến quý vị các bản tin cập nhật nhất liên quan đến vụ nổ súng giết chết 3 cảnh sát ở Baton Rouge từ bang Louisiana ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.